Hôm nay mình trời đẹp, nước im nha các bạn. Mình đi làm mẻ lưới này, kiếm cá nha các bạn. Dẫn từ đây cho đến Cầu Mới nha các bạn. Hơi dài á. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. I'm sorry that I'm so wicked. 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 Okay, con. Mời tiếp. Okay. Tiếp đi con. Kiếm con cá khủng nha con. Kiếm cá ăn cơm nha các bạn. Cá khủng, cá khủng. Cá khủng mà biết cá gì. Còn cái bình nào đã, cái bình nào nữa không? Bình đổ xăng đâu? Không, nước nè. Bình đổ xăng đâu? Chả luôn rồi. Bình đổ xăng là cột kia luôn. Xăng là cột kia. Gỡ tôi cứ lắc qua lắc lại rồi bên đâu cũng mới hồi hộp đi. Đây cà khôi. Thịt gặp nó ăn cái trái cấm nó bị đổi rồi. Còn cái bình nào không? Trèo lại cái phao gọt cho. Trèo lại cái phao gọt nha. Dạ. Hồi lẽ nó đụng cái rớt xuống hết đúng. Nước còn nhiều quá mà đây không có phao ta. Cái bình đó có cái bình kìa. Bình đó mình đâu. Mất ai? Kiếm một con cá khủng nha các bạn. Không biết có nha các bạn. Dòng sông thì mênh mông nha các bạn. Mấy cầu Phú Long luôn nè. Đây cầu Phú Long sát bên mình nha các bạn. Đây cái mặt thằng pin gợp nha các bạn. Đó. Cái này chào nó, các bạn nha. Cái này nó mới sắm nhau vào trăm mấy chục chai. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn thân mến. Đi giặt lớn luôn nè, lớn bữa nè. Dơ quá. Bữa làm về dơ quá nha các bạn, giờ giặt luôn, sẵn văn luôn. Kiếm cái luôn, chiều về làm món gì. Món gì chưa biết món gì mà chưa có cá. Có cá rồi mới tính được nha các bạn. À, không có cá thì đâm chén quế ớt ăn thịt cọp. Ăn cho mặn miệng. Có đang ngồi tôi chẹo quay cái lưng cũng chẹo. Đây cầu Phú Long nha các bạn, cầu Phú Long mới, xe cộ tấp nập. Đây, sông Sài Gòn nha các bạn. Cá kìa. Có giật phao phải không?
có giật phao. Có giật lô phao luôn kìa. Không đi đâu cũng gặp ốc xôi cút, bánh giò xôi cút. Đây phải mai kêu tao bán được không nhé? Ừ, kêu lại. Bán cho bánh giò ơi. Ông bơi, ông bơi ra đây bán cho cái à? Bán cho mình 10 cái còn mình chạy luôn nha các bạn. Trời vậy không vui. Biết là lứa gì có chơi nào không hay. Dính nhớ, đi nhỏ. Rồi câu dữ lắm á. Chơi nhỏ chơi lớn gì dính hết á. Lưới này lưới thân cây. Lưới chục ngàn nha các bạn. Không có sót con nào. Không có thôi chứ không có là không có sót. Lưới này là lưới ba màng mà. Rồi cái đường xuống dính cái phao đỏ nữa giờ. Dính là chắc luôn chứ coi giận gì. Cái hướng đó là dính chắc luôn. Cá đang chạy đây. Ông xuống cái rồi sao. Coi đầu hơi kìa, nó rút chai luôn ha. Ừ, dính hả? À? Cầm dây thôi Yên. Mở cái lái xuống rồi Yên. Giờ mình kéo ta lưới là lên nha các bạn. Kia nó quằn luôn nè. Lúc vào luôn. Lúc bình xăng luôn. Lúc bình xăng ngon. Chưa thấy chú cá nào nha các bạn. Đó thằng kia nó giật đụng quá đó, đó đó đó. Đó. Đó sống không ơi. Ơi sống mà đẹp nhấp nhô này giật có. Sống á. Sống nó quặn đó, nó quặn theo cái này kiểu nước. Dính cái chân con tính. Ngoài á. Đó. Quay lên cá nè. Ờ nó nổi lên luôn kìa mày thấy không? Nào. Đó. Lên cái phao. Được không? Đó, không nhắn tay. Mày lúc trước tụi tôi thả về cái ta không chứ. Đó là lúc trước nha các bạn. Còn lúc này cá nó bán nhà đi lúc này không có đâu. Bán nhà đi trên cậu xe chạy quá chưa đồ mùa vô một con cá chê nha các bạn.
quá đã luôn, quá đã quá đã quá đã. Khủng cái chơi khủng, chơi khủng cái chơi khủng. Rồi rồi rồi. Dừng rớt dừng rớt, bình tĩnh bình tĩnh. Rớt rồi mất ăn luôn. Tưởng không có mà cuối cùng dính được con nha các bạn. Rồi vậy bữa nay mình có đồ ăn rồi các bạn ơi. Bao giờ dẫn cái cục đó lại qua bên để nó coi con. Ráng lên con cá rồi có động lực con rồi đó, đó để ra mày tát người vô nước cho người ta nè. Con cá ghê quá bự luôn các bạn ơi, gần cuối lưới nha các bạn. Ồ, quá đã con này mấy ký? Ở 2 ký mấy á. Rồi. Bây giờ để cho chồng xuồng xuống. Có đã nè các bạn, một con cá chê 2 ký mấy nha các bạn. Chiều nay mình có đồ để chế biến thức ăn nha các bạn. Đưa dập đây. Rồi mình đã có lương thực rồi. Tươi rồi, nãy giờ không tươi, giờ có lương thực rồi. Giờ có lương thực rồi mấy bạn ơi. Giờ là mình hết sự đói rồi. Giờ mình làm mẻ thứ hai nữa kiếm tiền mua gia vị các bạn ơi. Đây các bạn thấy không? Đó, gần cuối lưới này gì nó giật bên kia vậy? Ai ơi, lúc phao rồi. Nãy nó rồi, lúc phao. Ghê quá đã các bạn. Lúc luôn rồi. Chuẩn bị làm mẻ thứ hai nha các bạn. Hôm nay ra là có thu hoạch rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Mà đủ vậy là mình đây. Kiếm con lăng nha các bạn. Lát nữa con cá cái này mà đủ gia vị nha, mình làm món sò lăng hết chơi sò lăng. Đồ này gỡ ra cũng căng á. Trời má má cho tao mà chuyện vậy. Đó. Ngọc nữa. Kin. Con đỏ vô qua học dữ luôn. Thành quả anh em mình mẻ lưới thứ hai hả? Tay lưới thứ hai nha. Một con cá chê khủng. Con này tầm 2 ký mấy nha các bạn. Đây. Đây. Lưới ba mành này có đường mà chạy. Không có đường. Không có đường thoát. Lưới ba màng. Lưới ba màng. Wow. Vô rồi là không có đường thoát ra nha các bạn. Đây. Đó. Bạn tấn từ từ. Tính chụp trên tấm hình mà đủ đăng là hình tâm cầm lên được không? Đây từ đây đây nha các bạn, đó cái quá khủng luôn. Hai ký mấy là đủ rồi con, nó tầm cỡ 2 ký rưỡi trở lên, 3 ký trở xuống á. Kiếm con vậy là có mỗi là nhất là chiều thứ bảy nữa, chiều nay chắc xỉn quá. Xàm quá nha. Điên gồm. Cái tê này giờ về biết làm gì ngon không? Sầu lăng. Sầu lăng ăn bún. Nướng cũng được, thì nhóm lửa lên nướng. Nướng 150 ớt hả? Nướng 150 ớt, rồi đơn giản. Em nhỏ giờ nó bận hết rồi. Đây tê lưới. Tưởng tay này không có, giờ gần cuối có nha các bạn. Lúc phao luôn. Nãy thì chưa nó giật có bên. Không. Nói rồi. Thả nữa không? Thả nữa không? Cái nữa đi. Nãy giờ lúc đầu là bắt thả nằm ngang đó. Rồi sao dựng đứng còn nữa đây có đó. Đây hả? Dạ, chúng tôi có. Đó, đây hết dướng rồi. Giờ mình làm còn sớm quá, mình làm mẻ nữa nha các bạn. Kiếm con nữa. Ra chợ đường ngồi bán kiếm tiền mua cái gì nha các bạn. Cái này 2 ký mấy bán được nhiêu tiền quá? Rẻ mà. Mấy chục ngàn ký. 30 ngàn gì? Đủ tiền mua rau sống nha các bạn. Tao à, tao sao lan à? Lan đâu? Sao?
Đây, tàu dầu. Tàu dầu chạy lên cảng Phú Cường nha các bạn. Đây Vin Rơm, đó tài công. Chào bạn nha. Đá mà nó đá nó giống khác mà. Đó ông hở đi văn lưới một qua miếng nước đá Vin Rơm. Ok. Lưới ba đời mà nó sao không dính. Hãy luôn. Chặn nắp cho cứng. rớt xuống sông là khỏi uống luôn. Mày ngồi xuống mày lắc nó nha, tại cái dạo lãi mình bự quá nên nó hơi lắc nha các bạn. Không ngồi ra không dám nhúc nhích luôn. Để chả nó à. Ở đây giờ tay lưới này 100 mét dài. Ok. Văng thì sợ dướng dưới góc đầu, giờ mình lấy tay lưới cục. Mình có hai tay mà các bạn. À, để ra đây để chụp đi. Đồ nghề là bao la luôn. Tay lưới dài. Đây. Đầu dầu đây. Xà lan dầu. Xăng dầu lên giá quá các bạn. Mình đi vỏ lãi này nó khỏi gần nổ máy các bạn. Quay clip biết là đi xe không có đây mà thấy mua xăng đi nữa mấy bạn ơi. Mát quá. Trời ơi gác không. Cái lưới này bữa tối đi văng cá tới tay luôn nè. Các bạn cô chú anh chị em và các bạn xem nha, thấy hay thì cho mình một chấn chuông và đăng ký kênh và chia sẻ nha các bạn. Đây hai thanh niên đang câu cá đó các bạn. Ba thanh niên luôn. Câu cá rồi bây. Cá sát đi các bạn. Cá sát nó cái chuông lọt qua luôn anh ơi. Rồi giờ mình làm bẻ lưới thứ hai nha. Lại không biết con gì lại chui vào lưới mình nữa đây. Đây lưới này cũng sát biển luôn nha mấy bạn. Sát biển kiếm cái da đi ha. Bây giờ mình không có biết kiếm cái gì mà con nào dính con. Mình bắt con đó thôi chứ mình không biết. Bây giờ mình thèm cá tra quá các bạn. Không được như ý mình nha các bạn. Đây có hai anh chàng đẹp trai đây, câu cá nè các bạn. Đó. Anh nó chống nạnh luôn. Cứ cho đẹp trai đi. Đó. Đưa cái dầm cho ông Biên bay ra. Đưa cái dầm cho ông Biên nó bay ra nha các bạn. Từ từ hả? Bay ngang ra, bay ngang ra. Rồi cứ bẻ xuống đây. Rồi bắt đầu kéo lên nha các bạn, dính nha, dính cá rồi nó giật cái phao xanh quá trời. Đó 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 đó. Đó. Đúng quá giật hai ba cái luôn kìa. Đó. Giữ ơi, giữ ơi. Đó rồi, bẻ này vô các bạn ơi, vô nữa rồi. Cá nó giật vậy chứ. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Đây có mấy chú con cá đang xem tại mình giăng lưới nha các bạn. Đừng có lắc nhìn. Đang nghi cá chê nữa quá. Cá đà. Cá hú, cá bông lao. Cá bông lao giống cá hú à. Lên chừng con cá tra 5 kg. Oh. Quá đã các bạn ơi. Đây trùng quá. Má con này rất. Con này 5-6 kg luôn á. 7-5 kg á. 7-8 kg hả? Đồ, mày chi nó quằn quá trời quằn luôn. Sướng quá nha các bạn. Quá đã nè các bạn, đây. Đủ tiền mua cho vậy rồi. Che cái bình rồi. Để lát nó bắt ra rồi mình quay nha các bạn.
cá khủng nha. Đây. Con này giờ 7-8 kg có à. Rồi, hết. Hết bài luôn các bạn ơi. Con này chỉ xào lăn thôi đúng không? Chứ bự quá mà. Nay mình làm 2 món luôn có ai. Tưởng ảnh vui quá giờ ảnh hết nói được. Có hỏi. Đó. Trời ơi. Đó, vui quá là nhận dục á. Cá khủng nè. Kéo từ lưới lên. Nãy giờ có 2 con 10 mấy ký nha. Rồi rồi. Đâu, đây 2 con nha các bạn. Quá cá quá quá đã luôn. Hai con là đủ sống nha các bạn. Hai con là đủ cuộc sống không ngày hôm nay. Ờ về sao? Quay về bến. Giờ để mình về bến nha các bạn. Mới đi được tiếng đồng hồ. Được một con 2 ký mấy 3 ký, con 7-8 ký. Rồi xong. Hôm nay là quá đã luôn. Đó là văn lưới mới trải nghiệm được vậy á. Rồi anh đứng cột lại nha các bạn, sợ nó dùng nha. Quá quá. Nó dậy. Quá đã. Máy tay tắt luôn đi. Dạ, anh Tấn anh chuẩn bị nổi lửa lên nha các bạn, chuẩn bị nướng con cá chê khủng nha các bạn. Không đây. Nướng cái cá chê khủng nó bị có bầu rồi thả rồi, giờ mình làm một cái cá chê nhỏ. Chê nhỏ hả? Chê nhỏ. Rồi chê nhỏ đủ ăn rồi. Chê lớn bự quá 7-8 kg mà nó có bầu hay tội quá, thôi mình thả nó cho nó xuống ao cho nó đẻ. Đây thành quả anh em mình được 2 con nha các bạn. Một con là 7-8 kg, một con là 2-3 kg đổ lại. Hôm nay mình nướng cá chê siêu cay cho các em mình ăn nha. ăn cho nó xiên xíu chứ nó là biến quá. Nhắm củi là mình lấy than nha các bạn, để lấy lửa đi bỏ than vô nha. Đây than đầu đầu nghề tem mình đây đầy đủ. Sau một tiếng văng lưới là anh em mình có thành quả. Đây 3 ký mình đã làm sạch sẽ nha các bạn. Bây giờ mình chế biến là cái con cá chê này mình ốp muối ớt. Ốp muối ớt siêu cay đúng không? Siêu cay cho tê. Cho tem mình mới ăn bữa nay nó ăn chắc. Nó hít hà nữa. Có kèm giải thưởng luôn. Có chơi giải thưởng. Kèm giải thưởng là một lon coca. Đây giờ mình đâm muối ớt nha các bạn. Cho miếng bột ngọt vào. Đầu bếp sông nước của mình nấu ăn rất là chất lượng nha các bạn. Hai ai có nấu tiệc gì thì liên hệ anh Tấn nha, anh tay mình nha. Anh nhận nấu ăn luôn các bạn. Nhìn ra. Nhận nấu ăn 3 5 người trở xuống. 5 người trở xuống. Từ Nam ra Bắc, từ Bắc ra miền Tây, vô miền Tây. Chuyên gia về đồ nướng không nha các bạn.
nào mình đi kiếm cá cha đi. Cũng muốn giăng nó lắm chưa chưa. Mà nó không dính. Đây là sa tế. Sa tế ớt. Đâu nào mình ốp cá nha các bạn. Siêu cây, siêu cây. Cái này là mình tự mình làm chứ mình không có học hỏi ai nha các bạn. Ngon thì ngon, dở thì dở thôi. Dở, dở ăn dở ngon, ăn ngon nha các bạn. Chứ lại mình học hỏi người ta ăn cái, người ta nói mình ăn cắp. Cái ngại. Có con bực của nhà mình nó chạy ra nó tham dự nữa nha các bạn. À, lâu. Lâu. Đây chú lâu luôn. Quay. Đây có chú lâu nhà mình luôn nha. Chú lâu nhà chú mực luôn. Mình than. Giờ lửa nó hừng rồi bỏ than vô nha các bạn. Nó than vô cho nó bén lên bắt đầu cho nó có than tàn lại bắt đầu nó có than mình rồi, bắt đầu mình nướng. Rồi như đó được rồi. Này mình đã dành đợt sau, nướng con khác. Ừ. Mất. Mất. Rồi giờ đó, đến công đoạn là ốp cá siêu cây nha các bạn. Hôm nay cho tụi mình nó ăn đã một bữa luôn. Quá đã không? Hấp dẫn. Thơm ngon từng giọt cuối cùng nha các bạn. Bạn thấy video này hay thì cho mình một đăng ký, nhấn chuông và chia sẻ nha các bạn. Để cho anh em mình có động lực làm video tiếp theo nha. Giờ đến công đoạn làm mứa siêu cây. Giờ phải chờ đợi lửa. Trong khi giờ đợi lửa nó than nó bén lên nè. Đây là một chiếc xà lan chở cát nha các bạn. Bự chầm chầm luôn nha. Ra sông Sài Gòn luôn. Đây anh Vin Rồm đây. Cái muối ớt siêu cây của mình đã xong nha các bạn. Chanh bự mà không có nước. Ít nước mà cũng được. Nhiều trái cho là có nước. Chanh không có nước vậy ta. Trái bự quá không có nước. Rồi. Mình đã hoàn thành chế muối ớt siêu cây các bạn. Giờ mình lên con cá chê cuộn với chuối nha các bạn. Siêu cây. Giờ bắt đầu mình nướng thôi. Lửa đang hừng nha các bạn. Lá chuối cháy luôn. Rất là hấp dẫn. Thơm ngon bổ dưỡng. Đó giờ nó vàng thật lên luôn các bạn. Đó, quá đã không? Thơm mùi lá chuối luôn.
cá gần chín rồi nha các bạn. Sau 30 phút nướng cá, giờ cá gần chín. Dính rồi, sợi dính gì, dính gì. Sợi dính. Đợi chơi nước mà đi cùng già nữa nha các bạn. Ăn chút nước thịt gà luôn. Quay luôn, quay luôn. Rồi quay. Thử coi chín chưa nha các bạn. Chín chưa? Ừ. Hết bài hả? Hết bài. Hết bài rồi. Số 1 nhất nách luôn các bạn. Giờ cá đã chín rồi nha các bạn. Đây cá chê 3 kg của anh em mình đi giăng lưới nha các bạn. Siêu, siêu cây khổng lồ. Giờ tem mình đang đầy đủ rồi. Cá 3 kg mà nướng còn 1.5 kg nha các bạn. Mới không giờ vô. Các bạn mà đi vòng vòng đó, đá đổ chén muối ớt là có còn tới công chuyện luôn. Bởi nợ nó nhiều quá. Rồi, hello. Hello. Hello bạn nha. Chào bạn nha. Chào các bạn. Mới hồng về vô ao nha các bạn. Phải đói nha các bạn. Hồi chưa giờ mình đi lưới cá, giờ mình mời mình nướng thôi, giờ mời các bạn ăn cá trê nướng. Siêu cay. Nhưng mà nha các bạn. Mình sẽ ăn cá trê nướng. Trời ơi nó giòn. Để mình thử coi giòn nha các bạn. Trời ơi. Không còn gì bằng. Hết cửa rồi. Mời các bạn ăn. Để em mời đàng hoàng. Mời các bạn nha. Đây Nghĩa Mập đây. Đây em Tấn. Bên rơm. Ông rơm. Rồi các ông bạn mập. Ăn cái chay nha. Đâu chấm mắm siêu cay rồi, đi nó muối tên muối ớt siêu cay rồi. Ha, con ăn cái chay nướng vô giọng nổi liền ha. Sao mày giống ít rồi à? Giống ít. Ha ngon không mày? Ăn ngon quá không mày? Cái chơi ngon quá nha các bạn. Ờ, nó thịt nha. Ờ. Ngon quá rồi. Cay không? Trời. Ông này cao nha các bạn. Cho ta mình thử. Ừ. Đây mình thử miếng luôn nha các bạn. Ngon quá. Này có miếng rau gì đó, không lỗi á. Không lỗi. Ừ, này rất cái chơi à. Amazon ha. Chín tới xương luôn, không còn mà gì nha các bạn. Không còn gì để bàn cãi nữa nha. Đây. Thôi chín đỡ mập nha. Mời. Ăn mấy cái chơi cho đổi giọng thôi. Ngon hả bạn? Chuyển rồi nha bạn. Có đặc. Ăn quá bạn ơi. Ăn quá bạn ơi. Ăn cho là đổi giọng này ha. Ăn luôn. Thịt nó rất chắc nha các bạn. Thịt ăn nha, ăn nha bạn. Siêu cay. Mời. Mời cả nhà. Mời bạn nha. Này miếng u đế hết. Quá cháy rồi chết. Ờ mà thịt mỡ nước à, ngọt nước à. Ngày hôm đi đinh lăng nữa ha. Này nó ăn nè, nó mùi cá chơi quá. Ơi. Cá này. Thằng này ngồi im coi. Mạnh vô. Đó, mạnh vô. Này, nóng rồi đúng không? Đang thấy điện nha các bạn. Trời ơi, tôi gắp ra mà. Chấm mì sâu xuống ăn cây nó mới đã nè. Ăn không gồm nè, ăn mì gồm mày ăn nhiều vô không? Đâu? Đổ mặt luôn mà. Biết rồi, quên mời luôn. Mình đó cầm cội ăn quá đó quên mời các bạn luôn các bạn. Đây mình anh Tấn. Anh Tấn là ăn mà mạnh mẽ nhất kìa. Mời kìa. Mời các bạn. Ai không khoái mày rồi đó nha. Thằng mập kia. Tự nhiên em gấp gớt mới thật chứ ấy à. Đặt con cái rồi hai. Công thức anh em mình là làm văn lưới. Không làm mà đòi nha các bạn. Chỉ có ăn đầu bò. Ăn đầu bò với ăn cơm các bạn. Ăn đầu heo. Mời các bạn nha. Nhất nữa rồi. Anh Phong ăn lúc nào cũng kìa. Cúi ngưỡng mặt lên ăn cho nó sang chảnh rồi đó. Ăn chảnh. Thịt béo không? Thịt béo. Phong nè thấy không? Đâu? Nghe Mập ăn mạnh vô. Ăn hết con cá luôn đi. Cá là giống cá thùng quá các bạn. Đây chân lưới về nướng sa tế muối siêu cay.
chiều cay mà mấy cay. Mấy mốt có nữa mình nấu cái món xào lăn. Ừ, cái chơi xào lăn ha. Cái chơi xào lăn. Nhức nách luôn. Ăn với bún bánh mì là hết ý luôn nha các bạn. Mời các bạn nha. Chết đi thôi. Chết đi, chết đi. Nãy còn 7 kg đâu. Còn 7 kg hả ông ạ? Có bầu á. Ừ, để cho nó gầy giống nha các bạn. Mình ăn con nhỏ thôi. Tội quá, thấy tội quá tính mình á mà thấy có bầu thôi. Hả? Hả? Hả muốn nó có bầu hết. Đẻ. Lụm nó tiếp nha các bạn. Có chơi ăn mấy này mới ngon rồi sao bỏ mấy này? Mấy cái gì rồi? Mấy gì ăn mới ngon. Béo. Cái gì à? Giật lúc phao. Giật lúc phao. Cái bình 5 lít mà lúc luôn ra. Cái bình 5 lít. Hôm nãy là tôi tưởng đâu là không phải cá, tôi tưởng đâu là dưỡng gốc không á. Thấy cái giật rồi ảnh rồi. Là lụm đây rồi đó. Bả cho ảnh gì đó ha. Quá ngon ha. Quá ngon. Amazing good job luôn. Này. Hay hả? Này. Mạnh đâu con? Nóng ăn cho ngon. Ăn nóng mới ngon, gần hết rồi. Ăn cho nó sung rồi không? Có sức nè, mốt mình còn ra video hay cho các bạn xem. Mình nói thiệt với các bạn không? Cái kênh mình mới ra nó còn thiếu hốt đủ thứ á. Còn nghèo lắm. Mong các bạn cho mình một lượt xem, một lượt đăng ký, một lượt like, một cái chuông nha các bạn. Các bạn coi nếu mà thấy hết cái video của anh em hữu được chúng mình chia sẻ cho các bạn bè xem nhiều cho anh em tụi mình có cái doanh thu có động lực có cái doanh thu đặng có động lực anh em mình làm những cái video khác hay hơn. Các bạn muốn gửi số tiền tài khoản gì đó giám đốc mình có nha. Các bạn gửi cho đó có phần mô tả dưới kênh nha các bạn. Video mai là muốn làm cá sấu nướng luôn. Ướt nó mới ngon ha. Làm luôn cá sấu nướng. Có tên là nó ăn rồi mà tên nó nằm luôn rồi. Vậy vậy ăn tiếp à. Hello, chào các bạn ơi. Nó bị giận á, giận đi. Đó, ủa ăn cái đó mới ngon không phòng em? Ướt á. Trời ơi. Chết luôn. Cá à, béo không? Rồi nữa đâu mà không với chồng. Đây không chờ quán nữa, giờ tôi ăn liền. Rất. Cá ngon quá nha các bạn, nên là mình nhường cho nó ăn lại nha các bạn. Ăn nổi. Dài quá không ăn nổi gì. Ờ, hết con cá luôn nha các bạn, rất là tay mình ăn rất là khí thế. Cá mỡ không. Thơm ngon đến giọt cuối cùng luôn. Cá thôi. Con tám thả nha các bạn. Rồi. Hôm video này cũng hết cá rồi. Ta nướng là hết rồi. Thôi anh em mình tạm chia tay. Rồi. Chào các bạn. Chào các bạn. Các bạn nha. Hẹn video tiếp theo nha các bạn. Nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông chia sẻ nha mọi người cùng xem nha các bạn. Để anh em mình có động lực làm video tiếp theo hay hơn và hấp dẫn hơn. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Bye bye luôn các bạn. Chắc mình bye.